Quý vị và các bạn đã đến với kênh video Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay là ngày 5 tháng 4 năm 2020. Và trước mắt các bạn đây là một chiếc máy bơm nước Cosin. Model của nó là SM80. Các bạn có thể thấy được hình thức của chiếc máy này qua video chúng tôi đang quay. Chiếc máy này thì về tình trạng của nó nói gần như là mới luôn, 90% không ngoa một chút nào cả. Nếu mà một số nơi họ nói đến 90%, nhưng mà với Điện Máy Bình Sơn thì chiếc này chỉ đạt 90% thôi. Các bạn có thể thấy được hình thức của nó còn rất đẹp về cái chiếc máy này. Và đây là một trong những chiếc máy tình trạng đẹp như này hiếm, khó, rất là khó để kiếm được một chiếc đẹp như thế này. Với mức giá của nó cũng khá là phù hợp thôi. Các bạn mua chiếc máy như này rẻ được hơn một nửa so với các bạn đầu tư mua một chiếc máy mới. Và cụ thể hình thức chiếc máy này như nào chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết. Cosin nó là một cái thương hiệu chuyên sản xuất máy bơm nước tại Nhật Bản. Cosin, Tsurumi và Teranda nó là ba cái hãng bơm cực kỳ lớn luôn. Và các bạn có thể thấy được chiếc bơm Cosin SM80 này, nó sử dụng động cơ Mitsubishi GB18, công suất của nó lên đến 6.0 HP và sản xuất tại Nhật nhá. Các bạn có thể thấy được cái sen bơm, chúng tôi sẽ quay kỹ hơn. Chiếc sen bơm này là họng hút, họng xả là của Cosin. Còn nó có đường kính là 80mm. Cái thông số của nó cực kỳ ấn tượng luôn. Thông số của nó max volume, tức là cái lưu lượng tối đa của nó lên đến 940 lít trên 1 phút, tức là cườn một khối ấy, một khối một phút. Và cột áp nó vẫn đạt được 27m. Các bạn thấy kinh khủng không? 940 lít mà cột áp vẫn đạt 27m. Trọng lượng của chiếc này là 30,9kg. Các bạn có thể thấy chiếc sen này thì gần như là mới tinh luôn, không có một tí nào bị gọi là gì hay là oxy hóa cả. Đây là một trong những chiếc máy rất là đẹp. Hiếm khi mà chúng tôi có được những chiếc máy đẹp như này. Phần lốc thì các bạn có thể thấy được rất là bóng, nguyên xi luôn. Chiếc này GB18 đây, các bạn nhìn thấy không? Máy này chạy siêu êm luôn nhé. Cosin đây, Made in Japan. Hàng này hàng sản xuất tại Nhật. Những cái chiếc máy bơm của Nhật thì bao giờ nó sẽ rất là ổn, bởi vì nó có tính đồng bộ cao. Do Cosin nó là một trong những cái thương hiệu sản xuất sen bơm hàng đầu trên thế giới rồi. Do đó nó ráp những cái động cơ lên thì cực kỳ ổn luôn, tương thích. Các bạn có thể thấy khung sườn này không mối mọt một tí nào cả. Những cái bàn này còn mới tinh luôn. Đấy. Khác với những chiếc bơm nước họng 50 thì chiếc này nó sử dụng khung lớn. Các bạn có thể thấy được cái khung sắt này của nó cũng rất là lớn. Đó, tình trạng rất là đẹp nha, nắp inox, bình xăng sắt này, GB18 bình xăng sắt. Mitsu GB18G, đây là model đời cao của Mitsu. Đó, rất là đẹp. Đó, công tắc nè, tắt bật, chiếc này giật cực nhẹ luôn. Khóa xăng rời, đây là một trong những cái gọi là đi vào gọi là thiết kế theo kiểu là truyền thống của Mitsu. Các bạn nhìn thấy những dòng máy Mitsu thì bao giờ họ sản xuất bao giờ cũng khóa xăng rời và đi kèm với cả tiô, chứ nó không làm chế đi kèm với cả khóa xăng luôn như Honda. Honda thì sử dụng chế của nó là chế Kenshi, còn chủ yếu Mitsu thì sử dụng chế là chế Mikuni, nó tương thích hơn. Đó, ngay phần nắp xi lanh cũng có một miếng nhựa tre để đảm bảo khi bạn chạy một thời gian rồi đất đá bùn bẩn không bám lên cái phần xi lanh này, tăng tuổi thọ cho máy. Nắp Spark này, công nghệ UHV. Máy này thì thôi thật sự các bạn luôn, rất là đẹp, gần như mới. Các bạn thấy những cái phần tay ga của nó, cò ga của nó rất là đẹp. Chúng tôi quay rất kỹ chiếc máy này để các bạn có thể thấy một cách rất là khách quan và tổng thể. Quá đẹp luôn, xuất sắc. Hiếm có chiếc máy nào đẹp như thế này. Những dòng máy Nhật thì các bạn thấy hàng bãi thì hay nó có những cái tem sắt như thế này. Ở những cái tem sắt này gợi nhớ cho chúng ta nhớ về những cái phim ngày xưa. Phim bị đóng những cái tem sắt này vào cổ. Phim gì nhỉ? Phim Mọi Ma Lô. Đóng chuông này, đóng tem này. Hay là phim những cái biệt kích của Mỹ này, nó hay có mấy cái kiểu thẻ như này. Xin Mỹ. Đùa, nói đùa, tự tào tí cho vui không? Thôi, giật nổ thử luôn cho các bạn xem. Nghe thử tiếng động, tiếng máy nó như nào. Đỉnh cao. Êm không? Quá êm luôn. Các bạn nghe và cảm nhận. Đây là chuyên mục nghe và cảm nhận. Nghe và đánh giá. Quá êm. Chiếc này nó làm một cách rất là đồng bộ các bạn thấy không? Khung các thứ rồi nó cũng làm dày dặn hơn so với những con bơm họng 50. Do động cơ lớn hơn, động cơ này 6.0 HP các bạn nhé. Máy chạy rất là êm.
tuyệt vời đấy. Họng 80 các bạn nhá. Chiếc này họng 80 luôn. Lưu lượng 940 lít. Một con số cực kỳ ấn tượng. Lưu lượng 940 lít mà vẫn đạt 27 mét một áp. Tỏ. Quá tỏ. Rồi tắt đi. Rồi, chúng tôi đã đánh giá review nhanh chiếc máy bơm nước Cosin SM80 để cho các bạn có thể tham khảo. Rồi một lần nữa thì nếu bạn muốn mua hàng vui lòng liên hệ điện máy Bình Sơn theo số điện thoại 0961 349 345 hoặc 0974 457 099. Vui lòng like, subscribe kênh, đăng ký và chuông thông báo nhé, để liên tục cập nhật những video mới nhất. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau.